Tiếng Anh lớp 8, bài 2A. Cảm giác. Sensation. Sensation. Giác quan. Senses. Senses. Khứu giác. Sense of smell. Sense of smell. Thính giác. Sense of hearing. Sense of hearing. Thị lực. Eyesight. Eyesight. Phi thường. Extraordinary. Extraordinary. Mùi. Order. Order. Ấn tượng. Impression. Impression. Đầy ấn tượng. Impressive. Impressive. Nhận biết. Recognize. Recognize. Nhân tạo. Artificial. Artificial. Tổng hợp. Synthetic. Synthetic. Tự nhiên, thiên nhiên. Natural. Natural. Tạo ra. Create. Create. Vật liệu. Material. Material. Mùi hương. Fragrance. Fragrance. Món ăn. Dish. Dish. Nhạc cụ. Musical instrument. Musical instrument. Sự kết nối. Connection. Connection. Kết quả. Result. Result. Sờ, chạm. Touch. Touch. Thuộc về thị giác. Visual. Visual. Người sáng mắt. Visual person. Visual person.
blind, blind. Hoàng hôn. Sunset, sunset. Bình minh. Sunrise, sunrise. Công thức nấu ăn. Recipe, recipe. Sách nấu ăn. Recipe book, recipe book. Sách nói. Audio book, audio book. Chứng mù màu. Color blindness, color blindness. Điếc. Deaf, deaf. Câm. Mute, mute. Trẻ câm điếc. Deaf-mute children, deaf-mute children. Chứng mất khứu giác. Anosmia, anosmia. Tính từ. Anosmic, anosmic. Tiêu biểu. Typical, typical. Gợi nhớ đến điều gì. Remind me of, remind me of. Nhà hoạt động. Activist, activist. Tạo sự khác biệt. Make a difference, make a difference. Hương thơm đặc trưng. Scent, scent. Nước hoa. Perfume, perfume. Perfume, perfume. Vượt trội. Superior, superior. Tập luyện. Train, train. Nhà máy sản xuất nước hoa. Perfumery, perfumery. Hương thực phẩm. Food flavor, food flavor. Cảm giác khi sờ vào bề mặt, độ mịn, cứng, mềm. Texture, texture. Vô vị.
Testless. Khoảng cách. Distance. Chuyên nghiệp. Professional. Hữu cơ, không hóa chất. Organic. Không thể tin được. Incredible. Không thể nào quên. Unforgettable.